Em sĩ Dừa xin chào cả nhà. Hiện tại em đang có mặt tại chùa Liên Hoa, tại một vùng quê của tỉnh Bến Tre ha, huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre. Là chùa Liên Hoa tọa lạc tại xã Văn Quế Tây, huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết, em cũng vào đây để lạy Phật và cầu bình an cho những gì năm mới. Ở đây thì chúng ta nhìn thẳng vào ha. Đây là cổng tam quan chùa Liên Hoa và chánh điện chùa. Thì phía bên tay trái chúng em hiện tại nhìn vào thì có một cái tháp chuông rất là cao luôn nè. Rồi em mời cả nhà tiến vào trong. Thì hai bên cổng chính tam quan có hai vị thần canh cửa tại chùa Liên Hoa ha. Chùa Liên Hoa mừng xuân Di Lạc. Một ngôi chùa cũng rất là đẹp trong vùng quê của huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre. Rồi bây giờ em cũng đi thẳng vào trong luôn. Bên cánh cửa của chùa Liên Hoa nè ha, có làm từ bằng thép và được thiết kế ở những hoa sen rất là đẹp luôn. À, phía bên tay phải của chùa thì cũng có hai cái tháp này. Tháp này em cũng không rành, tháp này ở chùa là hiện tại để làm gì? À, đây là mộ mộ của những hòa thượng ha. Đây là phần mộ của những vị hòa thượng. Đây, hôm nay thì có hai cái tháp phần tháp mộ. Đây thì có những cái ngôi mộ của những người đã mất được chôn ở đây. Phần bên đây thì có phần tháp chuông nè. Đây, tháp chuông đa bảo ha, rất là cao luôn. Như bình thường thì khoảng 8 tầng, 7 tầng, 8 tầng. Rồi bây giờ em sẽ tiến vào trong tí xíu nữa thôi. Có vào lên tháp chuông này được không? Hôm nay Tết nên chùa cũng được trưng bày rất là nhiều hoa luôn nè. Đó, đây là phần chính đường điện của chùa. À, đây là phần chính điện của chùa Liên Hoa ấy. Đây là có tượng Phật Quán Thế Âm Bồ Tát ấy, trước điện của chùa Liên Hoa này cả nhà. Đó. Bây giờ em cũng sẽ đi một vòng vào trong để vào chính điện của chùa. Thì chùa cũng có trưng những cái chậu hoa rất là đẹp luôn. Hoa vạn thọ nè, những cành hoa sứ ha. Đây là hoa giấy nè, hoa giấy màu sắc rất là đẹp luôn. Để dép nó đi con, hồi mình vô trong luôn rồi. Đây, những chậu hoa giấy tại chùa được trưng bày màu sắc rất là đẹp. Cởi dép lên đi con, cởi dép đi cha, đi vô vô chùa nè, vô chính điện nè. Thì em vừa vào bên trên thềm của phần chính điện chùa Liên Hoa ha. Dạ. Bên đây là có trống nè, bên đây thì có đại hồng chung rất là to luôn. Em sẽ vào lễ Phật đi. Đây là đại hồng chung tại chùa.
chùa Liên Hoa. Rồi em cũng xin đi vào trong. Này là có hai tượng thần trước chính điện chùa. Rất là đẹp luôn cả nhà. Rất là đẹp và rất là mát. Từ khu vực chính điện của chùa em cũng đi ra khu vực phía sau rồi cả nhà, mời cả nhà cùng đi ra phía sau. Đây có tượng mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát nè, rất là đẹp ha. Bên khung cửa thì có kiểu dạng bánh xe luân hồi, rất là đẹp luôn, để lấy không khí mát ha, từ bên ngoài vào. Hàng gái em ở nhà lại Phật đi con. Đây là tôn tượng của thầy, bên đây là tượng của sư tổ Đạt Ma. Tượng sư tổ Đạt Ma rất là đẹp luôn cái nè. Đây tượng này em nhìn thấy là bằng đá. Đây là tượng của các đức thầy. Bà, cái này là mình tôn tượng của ai bà? Tôn tượng này là Thánh Tăng. Dạ. Đây là tôn tượng Thánh Tăng. Đây là khu vực từ nhà sau em đi ra nè. Thì nhìn lên phía trước ha. Ngôi chùa rất là đẹp luôn. Ở bên đây thì cũng có nhà mát nè, nhà trà, khu vực uống trà của thầy các sư. Vậy em cũng đi vòng ra trước nữa.
Đây là cổng tam quan bên trong nhìn ra được nha. Giờ nãy giờ em cũng đã đi viếng một dòng chùa rồi, em cũng chuẩn bị về ha. Thì vào được sư thầy phát cho lộc này hết cả nhà. Này. Phát lộc đây. Chùa Liên Hoa. Ấp Vĩnh Châu, xã Giang Quế Tây, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Lộc phát Tết. Đây, được thầy phát lộc rất là vui luôn. Ông cầu cho năm mới được nhiều sự bình an, may mắn và sức khỏe. Cũng xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà ở những video tiếp theo.